tuổi thơ của bạn gắn với những vòng dây nào? Đó có thể là vòng dây diều những trưa hè. Đó có thể là vòng dây nhảy tạo nên những ngày vui. Đó có thể là vòng dây yo-yo tạo hình mà lũ con trai mê bẩn. Nhưng có những bạn nhỏ mà tuổi thơ lại gắn với những vòng dây truyền dịch, truyền thuốc. Để tuổi thơ của các em không còn làm bạn với những sợi dây truyền đau đớn, hãy chung tay cùng Long Châu Sẻ Chia đồng hành cùng Chiến binh Nhí bằng cách gửi tặng điểm thưởng từ ứng dụng Nhà thuốc Long Châu để ủng hộ cho các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo và giúp các em có thêm cơ hội khám phá cuộc sống đáng yêu và nhiều màu sắc này.